chào quý vị và các bạn. Liên tục một tuần trở lại đây, miền Bắc ở trong trạng thái nhiều mây, sương mù và mưa nhỏ rải rác vào buổi sáng, tập trung nhiều vào thời điểm sáng sớm. Và tình trạng này sẽ còn kéo dài trong hôm nay cũng như là trong 2 đến 3 ngày tới. Tuy nhiên, nhiệt độ lúc này có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày qua và lúc này phổ biến ở mức từ 17 đến 20 độ. Riêng vùng núi nhiều nơi còn xuống dưới 17 độ do yếu tố địa hình. Đến trưa chiều trời khô ráo và có nắng yếu gián đoạn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất đạt mức 22 đến 25 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ do được che chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn nên nhiệt độ cao hơn, nhiều nơi đạt tới mức là 28 đến 31 độ. Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 2, ngày cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội diễn ra và từ giờ đến 11 giờ trưa, nhiều tuyến phố cấm tất cả phương tiện lưu thông như là Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản, cùng với nhiều tuyến phố tạm cấm xe khách, xe tải và hạn chế ô tô con, xe máy. Mọi người chú ý để có kế hoạch di chuyển hợp lý trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết ở tại miền Trung được dự báo là sẽ ít biến đổi trong hôm nay do đới gió Đông Bắc suy yếu, nên từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây và có sương mù vài nơi về đêm và sáng. Lác đác một vài nơi ở tại Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng nhỏ. Nhiệt độ lúc này dao động trong khoảng là từ 19 cho tới 22 độ. Đến trưa chiều thì khu vực hứng nắng với mức nhiệt độ ổn định là từ 24 đến 26 độ ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tăng thêm 1 đến 2 độ khi vào đến Quảng Trị và Huế. Còn các tỉnh phía Nam đều hải vân, trời nắng ráo và nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới mức là 30 cho tới 32 độ. Các tỉnh còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ổn định với ngày nắng nhiều và khô. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến là trên 31 độ. Nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ đạt tới 34-35 độ, trời oi nóng. Đi cùng là độ ẩm hạ thấp, lúc giữa trưa có thể xuống đến 40-50%, nên người dân cần phải cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là những nơi dân cư đông đúc. Một điều lưu ý với người dân vùng cao là về đêm và sáng trời lạnh, với nhiệt độ ở tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông xuống đến 17 cho đến 20 độ, riêng Đà Lạt của Lâm Đồng nên nhiệt độ thấp hơn cả và dao động trong khoảng từ 11 đến 13 độ. Quý vị chú ý trang phục khi đến đây để đảm bảo sức khỏe. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình, phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Còn khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thịnh hành là gió Đông Bắc mạnh cấp 3, cấp 4, thời tiết phổ biến không mưa, tầm nhìn xa khá tốt, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt hải sản của bà con ngư dân ở trên vùng biển này. Như vậy, Bắc Bộ còn nhiều mây và sương mù vào buổi sáng. Đến trưa chiều trời tạnh ráo và nhiệt độ tăng nhẹ. Các khu vực còn lại phổ biến có nắng vào trưa chiều. Riêng miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Và đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.